Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại đang đứng thuộc thị trấn Thành Mỹ. Đây là khu trung tâm của thị trấn Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Và lô đất mà hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là 5 x 22. Trên đất thì đã có sẵn là 75m² thổ cư rồi nha quý anh chị. Lô đất của mình có lộ giới vị trí là từ mốc bê tông này đây. Hiện tại thì cỏ mọc hơi nhiều, bê tông, mốc bê tông bên này. Và sang vị trí bên này là 5m. Vị trí mốc bê tông bên này đây là 5m, và sâu bên trong kia là 25m, là tới cái hàng gạch bờ rào gạch đó nha quý anh chị, phía bên trong đó. Đường bê tông hiện tại trước đất là 6m, là 5,5 đến 6m. Đây, để có mốc lộ dưới đất cho mình hết rồi. Từ đây mình di chuyển là song song bên này là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nha quý anh chị. Đường Nguyễn Văn Linh, một hướng bên tay phải mình sẽ thông ra lại trung tâm thị trấn Thành Mỹ, là mình đang ngoài quốc lộ 27 khoảng tầm 1 km, và mình rẽ bên tay trái là mình sẽ hướng về tuyến dân cư bên trong, và điểm kết thúc là sông Đa Nhiêm nha quý anh chị. Đây, xung quanh đây thì dân cư hiện hữu hết rồi, nhà xây dựng đều rất là lớn nha quý anh chị, và ở đây rất là thoáng, khoảng cách di chuyển mình rất là thuận tiện. Toàn bộ hệ thống hạ tầng hiện tại đều là đường bê tông nội bộ, và bên này ra ngoài là tuyến đường nhựa rồi. Xung quanh thì nhà cửa xây dựng hết rồi, bên này cũng có quán tạp hóa, và bên trong này cũng khu dân cư vẫn còn rất là nhiều. Và lô đất của mình thì phía bên trong kia đấu giáp vô cái đuôi nhà này, sang bên này là lô của mình là ngang 5 x 22, bên kia là rừng núi, phía trước nó khung cảnh xung quanh rất là thoáng đãng, nhìn rất là đẹp ạ. Đây, để em đi ra ngoài trục ngoài đầu đường chính cho quý anh chị xem. Đây, cái nhà đang xây dựng rồi nha quý anh chị. Lô đất này thì chỉ có 1 tỷ mốt thôi, 5 x 25. Trên đất đã có sẵn là 75m² thổ cư. Tuyến hạ tầng đều là bê tông và đường nhựa. Xung quanh thì dân cư đã hiện hữu. Từ đây mình di chuyển ra trung tâm thì chỉ có 1 km, và xung quanh bán kính là 500m, khi ở ngoài khu vực trung tâm là đầy đủ từ tiện ích, trường, chợ đến trạm cho mình nha quý anh chị. Đây, hạ tầng đường điện nhà nước. Đây, bên ngoài kia là khu vực trung tâm đó. Mình nhìn có thể nhìn ở trên này để em zoom ra. Đây, nhà cửa san sát hết rồi. Đất mình thì phía bên trong này. Hướng này thì bên trong vẫn còn rất là đông dân cư. Đây là quán nước. Phía dưới này sẽ còn quán tạp hóa. Và bên này là một cái cầu. Các đường rẽ nhánh ở bên tay trái và bên phải đều là tuyến rẽ nhánh qua khu dân cư nội bộ bên trong nha quý anh chị. Từ đất mình ra ngoài đường trục đường chính Nguyễn Văn Linh này thì khoảng tầm 150m thôi. Đi bộ một chút là tới rồi. Giá rất là tốt. Từ đây mình di chuyển về sân bay Liên Khương khoảng tầm 14 km. Mình di chuyển về trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng tầm 28 km nha quý anh chị. Và toàn bộ tuyến đường đều là đường bê tông và đường nhựa, rất là thuận tiện. Lô đất của mình chỗ vị trí anh trai đang quay kia. Nếu có anh chị nào mình quan tâm tới vị trí đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình, để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị